Từ vựng tiếng Anh rapper để mà các bạn bắt kịp với cái beef của thành Draw và 16 Tiff. Rapper là rapper, underground artist là nghệ sĩ ngầm, mainstream artist là nghệ sĩ chính thống. Beef trong tiếng Anh ngoài cái nghĩa là thịt bò ra thì nó còn có nghĩa là lời phàn nàn, nhưng mà trong rap ấy thì nó được hiểu là sự đụng độ. Thành Draw and 16 Tiff, they having a beef, all started with thành Draw dissing Tiff. Dissing là chửi, lyric là lời bài hát, beat là cái con beat nhạc nền ấy, melody là giai điệu, replay là nghe lại, mic là cái mic viết tắt của microphone, respect là sự tôn trọng. Những cái vừa rồi là những cái mà ai cũng biết, còn bây giờ mới là những cái từ mà có thể bạn chưa biết. Daily viết tắt của delivery, cách truyền đạt. Verse là một cái đoạn lời, hook là một cái đoạn móc, cái đoạn mà nó bắt tai mà nó được lặp đi lặp lại trong một cái bài rap ấy. Ví dụ này, đứng dậy nói mày tôi chọn tao ở chỗ nào, đứng dậy nói mày tôi cho các anh ở chỗ nào. Angle là cái góc tiếp cận, fact là sự thật. Ví dụ, mày sao hiểu được cảm giác xót con khi mà còn chưa thấy đứa con cất tiếng nói. Đó là một sự thật, tuy nhiên sự thật vẫn có thể bị bẻ là rebuttal. Tiếng Anh thông thường thì nó có nghĩa là cái sự bác bỏ. Ví dụ đây là một khúc rebuttal. Cho mình cách ra đi lại bị gọi là lừa thầy phản bác. Mình chỉ lấy ví dụ thôi nhá, chứ không có thiên về một ai cả. Punchline, punch là đấm, line là cái dòng, câu mà nó gây ra sát thương thì gọi là punchline. Trong một bài rap thì thường có rất nhiều punchline, đây là một ví dụ. Bạn thông tin thằng em để đút lót mà vẫn mở miệng là đứng ra bảo vệ em. Mặt anh là chỉ trong phút một, và cứ đố em là nhìn thẳng mặt mà xem. Cuối cùng là FT chấm, viết tắt của featuring, kết hợp cùng Parental Advisory Explicit Content. Phụ huynh cần tư vấn vì đây là nội dung nhạy cảm.